Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy, Đức Giêsu ngước mắt lên trời và cầu nguyện rằng: Lạy Cha, giờ đã đến. Xin Cha tôn vinh con Cha, để con Cha tôn vinh Cha. Thật vậy, Cha đã ban cho người quyền trên mọi phàm nhân là để người ban sự sống đời đời cho tất cả những ai Cha đã ban cho người. Mà sự sống đời đời đó là họ nhận biết Cha, Thiên Chúa duy nhất và chân thật, và nhận biết đấng Cha đã sai đến là dưới Đức Giêsu Kitô. Phần con đã tôn vinh Cha ở dưới đất khi hoàn tất công trình Cha đã giao cho con làm. Vậy, lạy Cha, giờ đây xin Cha tôn vinh con bên Cha, xin ban cho con vinh quang mà con vẫn được hưởng bên Cha trước khi có thế gian. Những kẻ Cha đã chọn từ giữa thế gian mà ban cho con đã cho họ biết danh Cha. Họ thuộc về Cha, Cha đã ban họ cho con, và họ đã tuân giữ lời Cha. Giờ đây họ biết rằng tất cả những gì Cha ban cho con đều do bởi Cha. Vì con đã ban cho họ lời mà Cha đã ban cho con, họ đã nhận những lời ấy. Họ biết thật rằng con đã từ Cha mà đến, và họ đã tin là Cha đã sai con. Con cầu nguyện cho họ, con không cầu nguyện cho thế gian, nhưng cho những kẻ Cha đã ban cho con, bởi vì họ thuộc về Cha. Tất cả những gì của con đều là của Cha, tất cả những gì của Cha đều là của con, và con được tôn vinh nơi họ. Con không còn ở trong thế gian nữa, nhưng họ ở trong thế gian. Phần con đến cùng Cha. Đó là lời Chúa. Quý sơ, quý ông bà, anh chị em thân mến, có một vị thiền sư đạo cao đức trọng. Ngài ở trong một ngôi chùa trên núi cao. Một ngày kia, Ngài hạ sang hành đạo. Thì lúc bấy giờ khi đi băng qua khu rừng, thì bỗng có một tên tướng cướp khét tiếng tàn bạo và hung ác chặn đường vị thiền sư. Và hắn nói với vị thiền sư rằng: Hãy nói cho ta biết về thiên đàng, về hỏa ngục. Vị thiền sư nhìn tên tướng cướp với bộ dạng hung hăng, Ngài từ tốn trả lời: Ta không thể nói về thiên đàng và hỏa ngục cho một tên tướng cướp tàn ác như ngươi. Có nói thì ngươi có nghe đâu. Hãy để cho ta đi. Tên tướng cướp tức giận rút gươm ra định chém vị thiền sư này. Ngài vẫn bình thản và nói rằng: Đó, hành vi của ngươi là hỏa ngục đấy. Khi nghe lời ấy, tên tướng cướp bỗng dưng ném thanh gươm ra xa, rồi quỳ gối và nói rằng: Xin tha cho tôi. Vị thiền sư lại lên tiếng: Đấy, đó là hành vi của thiên đàng. Anh chị em thân mến, một câu chuyện có thể đó là câu chuyện ngụ ngôn thôi, nhưng nhằm nói với chúng ta điều gì? Thiên đàng là tình yêu, là hạnh phúc. Hỏa ngục là sự thù hận và sự chết. Chắc chắn trong cuộc đời của chúng ta, những người đi theo Chúa, không ai muốn xuống hỏa ngục bao giờ. Sau thánh lễ này, chúng ta sẽ thấy các em sẽ múa dâng hoa cho Đức Mẹ. Công việc này không phải là công việc vô nghĩa, nhưng đầy ý nghĩa, vì là kết thúc tháng hoa thánh kính Đức Mẹ. Phải nói rằng sau khi Chúa Giêsu về trời, Đức Mẹ là người luôn luôn làm cho hình ảnh thiên đàng sáng ngời. Đức Mẹ sẽ giúp cho chúng ta sống niềm tin và sự hy vọng, và
vào điều mà Chúa Jesus đã thực hiện. Bởi vì cuộc đời của chúng ta, thưa anh chị em, ai cũng ao ước, ai cũng khao khát nước thiên đàng. Hôm nay chúng ta long trọng mừng lễ Chúa Jesus lên trời, một lần nữa giúp cho chúng ta xác tín hành trình niềm tin của chúng ta. Chúng ta đang làm một cuộc lữ hành của niềm tin. Cái đích mà chúng ta tới và phải tới, đó chính là thiên đàng hạnh phúc vĩnh cửu. Và thì trước nhất chúng ta hỏi với nhau rằng mầu nhiệm Chúa Thăng Thiên có ý nghĩa như thế nào trong cuộc đời của chúng ta? Anh chị em nhớ, khi gọi là mầu nhiệm thì chúng ta phải hiểu được rằng nó không thuộc phạm trù của con người. Nhưng con người được chính mầu nhiệm tỏ rạng chiếu sáng để giúp chúng ta khám phá cái bí mật của chốn nhiệm màu, đó là thiên đàng mai sau. Thánh Gioan ngày nói với chúng ta đó, không ai biết Chúa Cha bao giờ ngoại trừ Đức Giêsu, bởi vì Ngài là đấng đến từ cung lòng của Thiên Chúa Cha. Ta phải hiểu được rằng không ai biết thiên đàng chỗ nào cả, ngoại trừ một Đức Giêsu đấng đến trần gian từ chốn thiên đàng. Ngài sẽ trở về với vương quốc thiên đàng, nơi mà từ đó Ngài đã đi vào cuộc đời của nhân sinh này. Vậy thì thiên đàng là gì? Thưa anh chị em, cuộc thăng thiên của Chúa Giêsu là gì? Rất nhiều vị thánh diễn tả về thiên đàng, thực sự chúng ta cũng không có hiểu được. Như Thánh Phaolô Tông Đồ nói, không có thể diễn tả thiên đàng. Nhưng chúng ta phải biết được rằng đó là nơi cực kỳ hạnh phúc. Tôi thích cái từ bên nhà Phật đó, phiêu diêu miền cực lạc. Cực lạc là cực kỳ an lạc, sung sướng không có gì bằng nữa cả. Cái nơi đó ai về, ai chỉ cho chúng ta? Xin thưa Chúa Giêsu, mà chính qua mầu nhiệm thăng thiên hôm nay, chúng ta cùng với nhau mở lòng, mở đôi mắt niềm tin ra để chúng ta ngắm nhìn đường chân trời ở trên cao, nơi Chúa Giêsu sau khi sống lại từ cõi chết, Ngài đã bay về. Cho nên khi gọi là thăng thiên, chúng ta phải hiểu được rằng thăng là lên, thăng là về. Mà cái từ này chỉ sử dụng cho Chúa Giêsu thôi, bởi vì Ngài đã giáng. Giáng có nghĩa là xuống. Chúa Giêsu giáng sinh là sinh xuống trần gian. Không có ai trong bất cứ bậc tôn sư nào được gọi là giáng sinh cả, ngoại trừ một Chúa Giêsu. Ngài đã xuống thì Ngài phải lên. Cho nên hôm nay chúng ta mừng lễ Chúa Thăng Thiên là Chúa Giêsu lên trời, Chúa Giêsu về trời. Mà sách giáo lý của Giáo hội Công giáo của chúng ta diễn tả thực hay và cực kỳ chuẩn xác. Việc Chúa Giêsu về trời nhằm kết thúc cuộc đời trần thế của Ngài. Từ đây nhân tính của Đức Giêsu sẽ trở về với phần thiên tính của Ngài bên cạnh Thiên Chúa Cha. Rồi sách giáo lý của Giáo hội Công giáo lại nói tiếp, việc Chúa Giêsu về trời diễn tả Ngài là đầu, đầu đi trước để về trong vinh quang, thì chi thể của Ngài là những người tin cũng sẽ về trời với Ngài, vĩnh viễn ở bên cạnh Ngài. Giáo lý Công giáo là lời dạy của mẹ chúng ta, mẹ Giáo hội. Chúng ta nghe những lời dạy này để cảm thấy một sự an ủi tuyệt vời cho tháng ngày giữ đạo, đọc kinh, cầu nguyện, đi lễ của chúng ta. Không vô ích bao giờ, thưa anh chị em. Cho nên chúng ta xin với Chúa điều gì? Xin cho chúng con giữ đạo cho nên. Giữ đạo cho nên mới được lên thiên đàng, chứ không phải là giữ đạo kiểu dở dở ương ương. Giữ đạo cho nên có nghĩa là gì? Đến với Chúa trước thánh lễ, ngồi với Chúa một chút đi, hay là chúng ta đi ngang cái hang đá Đức Mẹ, dừng lại cầu nguyện với Đức Mẹ. Ta biết nhà bác học Bác Tơ, người Công giáo, mỗi khi tham dự thánh lễ là ông đi vào nhà thờ
và quỳ gối trước đài Đức Mẹ, trước bàn thờ Đức Mẹ, lần chuỗi với Đức Mẹ, chuẩn bị cõi lòng cùng với Đức Mẹ đi vào trong tiệc cưới của con chiên là Đức Giêsu. Bữa tiệc thịnh soạn, bữa tiệc ngon lành mà không có bữa tiệc nào của thế gian có thể sánh bằng, dẫu biết rằng con người trần gian của chúng ta thích những cái tiệc vui của cuộc đời hơn, rượu thịt ngon thơm tho. Mà bây giờ chúng ta đi dự tiệc cái gì đám cưới ấy, chị em thấy chuẩn bị hàng giờ ấy. Các cô, các bà, tôi biết là chị tôi mà chuẩn bị đám cưới là một tiếng đồng hồ đấy. Kỹ lưỡng lắm, vì là bữa tiệc. Ở đây, thưa anh chị em, bữa tiệc thánh thể, bữa tiệc bàn tiệc của nước trời, càng phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng thì chúng ta mới đón nhận những thức ăn, thức uống là lời bánh thánh thể Chúa ban nuôi dưỡng chúng ta. Cho nên thưa anh chị em, khi chúng ta nghe lời của Mẹ Giáo Hội dạy chúng ta điều ấy, chúng ta hiểu được rằng Chúa Giêsu về trời, hạnh phúc vinh quang của Ngài. Chúa Giêsu về trời, niềm hy vọng lớn lao cho kiếp người của chúng ta. Từ lời của Mẹ Giáo Hội, chúng ta suy nghĩ hai điều thưa anh chị em. Điều thứ nhất, màu nhiệm thăng thiên nhằm tôn vinh Chúa Giêsu bên hữu Thiên Chúa Cha. Phải nói khi Chúa Giêsu sống lại từ cõi chết, đó là một sự tôn vinh rồi. Làm gì có chuyện mà con người sống lại. Cho nên Ngài sống lại đó là một sự tôn vinh, mà Thiên Chúa Cha tôn vinh con của mình qua quyền năng của Chúa Thánh Thần. Nhưng mà chúng ta hay nói cách khác, thời đó các thánh tông đồ vẫn còn mờ tối lắm. Chúa Giêsu ở lại với các ngài 40 đêm ngày để tiếp tục bồi bổ, tiếp tục thêm ơn đức tin, mở sáng trí khôn của các ngài, để các ngài mới đụng chạm được thần tính của Chúa Giêsu. Và màu nhiệm thăng thiên tôn vinh Chúa Giêsu để nói với chúng ta rằng từ phút giây đó Chúa Giêsu ngài không còn hiện hữu bằng xương bằng thịt 3 năm ở với các đồ đệ. Bởi vì cái hiện diện bằng xương bằng thịt nó còn còn một cái giới hạn hữu hạn. Nó giới hạn, nó hữu hạn. Con người của chúng ta đó, 60 năm, 70 năm cuộc đời, chết là hết. Cho nên khi Chúa Giêsu thăng thiên là diễn tả điều gì? Một sự hiện diện của Chúa Giêsu một cách rộng rãi, một cách phổ quát hơn. Nói một cách khác, lan tràn khắp mặt đất này sự hiện diện của Chúa Giêsu. Bởi Chúa Giêsu nói, Thầy vẫn ở lại với anh em mọi ngày cho đến tận thế. Chúa Giêsu phục sinh, Chúa Giêsu thăng thiên, Ngài đang ở giữa chúng ta. Cho nên mỗi khi cử hành thánh lễ, mỗi khi có thánh lễ, mỗi khi được đón nhận lời bánh hằng sống của Chúa Giêsu, một lần nữa Chúa nhắc chúng ta, Thầy vẫn ở với các con. Điểm thứ hai, thưa anh chị em, màu nhiệm thăng thiên là một sự biến đổi tận căn con người của các thánh tông đồ. Trước đây là những con người nhút nhát, sợ hãi, ham sống, sợ chết, cũng tham quyền lực, cũng tham tiền bạc, cũng nóng nảy, giận hờn như mọi con người. Nhưng bây giờ các người được biến đổi hoàn toàn, để không còn dừng lại ở 4 bức tường ngăn cách với thế giới bên ngoài. Các ngài đã mở toang cánh cửa của căn phòng, mở toang cánh cửa của tâm hồn mình để trở thành những chiến sĩ hiên ngang của Đức Giêsu Kitô, suốt cuộc đời sống và làm chứng cho tin mừng, cho chân lý của trời cao qua sự sống lại và về trời của Chúa Giêsu hôm nay. Anh chị em thân mến, triết gia Voltaire, một triết gia vô thần, được gọi là thế kỷ 18 là thế kỷ của triết gia Voltaire. Thế kỷ có 100 năm, mà 100 năm có một con người nổi bật, đó là Voltaire. Mà ông là người vô thần, cực kỳ chống đối giáo hội, nhưng ông phải tức giận mà thốt lên rằng ông Giêsu chỉ với 12 môn đệ mà đã làm thay đổi cả bộ mặt của quả địa cầu này. Điều ấy đúng, không sai. Lịch sử nhân loại và lịch sử của giáo hội
còn chứng minh với chúng ta điều ấy. Anh chị em thân mến, Thánh An Tôn tu rừng, Ngài còn gọi là Thánh Ẩn Tu. Ngài ở trong rừng sâu, thiếu thốn mọi thứ. Ấy về một cuộc đời của Ngài an vui, bình an. Lúc nào người ta mà thấy Ngài, Ngài cũng cười hết trơn. Chị em biết Ngài sống bao nhiêu tuổi không? Tôi đọc ở trong sách, tôi nhớ không lầm là Ngài sống trên 100 tuổi. Đó, chúng ta ở một cuộc sống tiện nghi, đầy đủ mọi thứ, chắc gì chúng ta sống được như ông Thánh An Tôn tu rừng. Cái gì làm cho Ngài vui? Thưa anh chị em, rất nhiều người nghe tiếng của Ngài tu ở trong rừng sâu, họ tìm đến để lắng nghe Ngài. Lời của Ngài nói ra ghi sâu vào trong lòng của người nghe. Lời của Ngài nói ra làm biến đổi những con người trước đây tội lỗi hung ác, trở thành những con người đạo đức thánh thiện và hiền hòa. Họ đến thì họ hỏi Ngài, thưa Ngài, Ngài sống ở đây không có gì vui hết, mà thiếu thốn, mà sao thấy Ngài vẫn hồng hào và Ngài vẫn cười hoài như vậy? Ta nghe lời của Thánh An Tôn tu rừng trả lời để thưa anh chị em. Ngài nói, ban ngày khi mà tôi vừa mở mắt ra, tôi nghe tiếng chim nó ca, tiếng vườn nó hú, tiếng suối chảy róc rách. Niềm vui của tôi đó, cả muôn vật muôn loài đều cất tiếng tạ ơn Thiên Chúa, huống chi chúng ta là con người, là con Thiên Chúa. Khi mặt trời lên và đúng ngọ, tôi nhìn lên trên mặt trời, vần hồng chiếu rọi. Tôi nghĩ rằng Chúa vẫn dùng chính ánh mặt trời để xua đi bóng đêm tăm tối của thế gian này. Lòng tôi vui mỗi khi đêm về nhìn vần trăng sáng, nhìn những vì sao lấp lánh trên bầu trời. Tôi cảm thấy bình an, một sự bình an sâu thẳm. Nhưng điều mà tôi xác tín rằng tôi luôn luôn có Đức Giêsu. Ngài là bình an, Ngài là hy vọng, Ngài là ánh sáng, Ngài luôn ở với tôi mọi lúc mọi nơi. Anh chị em thân mến, hôm nay Chúa Giêsu về trời, một lần nữa Chúa Giêsu nói với chúng ta rằng đời này sẽ biến đổi, sẽ có một trời mới và đất mới. Vì Chúa Giêsu về trời hôm nay tác động một cách cụ thể đến cuộc sống của chúng ta. Tôi nghĩ rằng cái điều đầu tiên chúng ta phải nhận diện ra rằng đời này chỉ là đời tạm thôi. Tôi nhìn anh chị em nó mỗi ngày mỗi già đi. Người già dần dần ngồi phía sau, nhường cái cho người trẻ ngồi phía trước. Đầu bạc răng long diễn tả cuộc đời tạm bợ ngắn ngủi nhất thời của chúng ta. Mà thưa anh chị em, nhiều khi tôi cứ nghĩ á, chúng ta già là một cái khổ, rồi lại thêm cái bệnh tật khổ, rồi thêm người này người khác ganh ghét đố kỵ, nói hành nói xấu, khổ. Cho nên tóm là một điều, nhìn xuống cuộc đời này chả là gì cả. Cho nên Thánh Phaolô mới nói, anh em đừng dừng lại, đừng nhìn xuống, mà hãy nhìn lên, chân thiện mỹ ở trên cao. Cho nên hôm nay thưa anh chị em, hãy nhìn lên, nhìn về bầu trời đang sáng lấp lánh, đang chờ đợi chúng ta. Nơi đó chắc chắn không có nỗi khổ, không có niềm đau, nơi đó chắc chắn không có nước mắt. Những bi quan, những đớn đau trong thân phận kiếp người của chúng ta, nơi đó là nơi sáng láng, vui vẻ, tốt lành, vĩnh cửu. Bởi vì nơi đó là nơi của Thiên Chúa bao ngôi ngự trị, mà hôm nay Chúa Giêsu về trời mở rộng con đường hy vọng cho kiếp người của chúng ta. Muốn được về trời ngày mai, hôm nay hãy sống và làm những gì Chúa Giêsu mời gọi. Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan tin mừng cho mọi loài thọ tạo. Lạy Chúa Giêsu, qua lời chuyển cầu của hiền mẫu Maria, xin cho cuộc đời của chúng con luôn khát khao hạnh phúc trên cao.
Xin cho trái tim của chúng con luôn đong đầy lửa yêu thương, để chúng con sống bằng tình yêu, một tình yêu trao ban, bởi vì chúng con tin rằng thiên đàng là vương quốc của tình yêu. Amen.